Xin chào các bạn, hôm nay Săn Hàng Rẻ xin giới thiệu các bạn một phiên bản dao, phiên bản kéo cắt gà Seki mới, kéo cắt gà Seki mới phiên bản 2023, hàng mới về các bạn nhé. Lần này đóng vỉ mà có cả chốt hãm rất chi là đẹp nè, kéo cắt gà Seki Nhật Bản, cầm rất lặng tay, lặng cực luôn các bạn ạ. Cán gỗ, gỗ xịn, gỗ hương, gỗ này không mốc, không biết các bạn nhé, không mốc không đó. Mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem nào, kéo cắt gà, ok, hàng Nhật các bạn nhé, hàng Nhật thì các bạn biết rồi đấy, đây, đây có chốt hãm này, các bạn thì cần ấn phát này, nó mở ra này, xịn sò chưa, kéo cắt gà Seki, rất dày dặn này, như này cắt xương gà tuyệt vời luôn, ấy, cán gỗ, cán bọc gỗ này, rồi. Đấy, kéo cắt gà Seki có chốt hãm nhá, bạn nhìn này, ấn lấy hãm ấn vào đây phát, ấn vào đây thế là nó hãm lại, chuẩn xịn này, logo dập lộ dập chìm luôn đây này, phiên bản 2023 giá cực kỳ ưu đãi, phiên bản này là giản này, bản này bản gift shop, hàng quà tặng của hãng. Hàng quà tặng từ hãng nhé, nên là giá có thể hợp lý hơn tất cả những cái bản cũ trước kia các bạn ạ. Sản phẩm hiện đang có bán tại săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào.